Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Bi-ho-ken vui giao thông. Tập 21, ai là người may mắn? Số người được ngồi trên xe máy. Bố xong việc rồi à? Ừ, con chuẩn bị đồ đạc đi nhé. Khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ đi công viên nước. Wow, công viên nước, chúng mình đi chung được không? Bố ơi, cho các bạn ấy đi cùng nhé. Bọn con hứa sẽ ngoan mà. Ừ, bố đồng ý, nhưng phải hỏi bố mẹ các bạn trước đã. Chúng mình sẽ được đi cùng với bố trên chiếc xe này đến công viên nước đúng không? Thật vui sao, xe máy xinh xinh sẽ đủ cho ta, cho ba bọn mình. Ngồi lên mau, bố lái xe đi như lái chiếc tàu thật to. Được chở thêm một người lớn và một trẻ em dưới 14 tuổi. Thế là sẽ có hai đứa trong nhóm mình được phép ngồi lên xe đấy. Cùng lên xe, ta sẽ đi chơi. Ta đừng đi đông qua số lượng người. Ngồi sau xe chỉ có hai thôi, không cho phép ba người đâu. Cậu đã hoàn toàn đúng rồi. Không được chở nhiều hơn hai trẻ em dưới 14 tuổi trên một chiếc xe. An toàn là trên hết. À, tớ biết mà. Nào các con, lên xe thôi, công viên nước đang chờ. Vâng ạ. Nhớ nhé các bạn. Khi đi trên xe, không nhiều hơn hai người. Lái xe một người, một người ôm đằng sau. Thêm một bé thôi, dưới tuổi 14. Được ngồi xe máy an toàn đó. Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.